Anh muốn chia sẻ với các bạn một tư duy giúp cho mình đạt được bất cứ mục tiêu nào mà mình muốn. Và nếu mà thiếu tư duy này, đó là lý do chính hầu hết mọi người đều không đạt được mục tiêu của mình. Nó đến từ một trải nghiệm của anh gần đây là trong suốt nhiều tháng trời rồi, anh đều thức dậy rất là sớm. Khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ là anh đã thức dậy rồi, trong khi ngày xưa 8, 9 giờ anh mới dậy. Và dậy sớm xong, thoải mái, tỉnh táo, dắt chó đi dạo cùng với vợ, sau đó quay về và làm công việc của mình rất là bình thường. Và đặc biệt là anh không hề để chuông báo thức. Và nó đã diễn ra trong suốt nhiều tháng vừa qua. Và đó là điều khiến cho anh ngẫm lại, là có một khoảng thời gian là anh cũng không có đặt mục tiêu là cần phải thức dậy sớm nữa. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây, đột nhiên anh thấy là anh tự nhiên lại dậy sớm được, thoải mái ghê ta. Và đó là mục tiêu ngày xưa, trong nhiều năm về trước mình đã từng cố gắng rất là quyết tâm nhưng mà cũng không làm được. Thì sao mà dạo gần đây mình làm được chuyện đó một cách rất là nhẹ nhàng và vô cùng dễ dàng, thậm chí là không cần dùng tới chuông đồng hồ, tới đúng giờ là tự nhiên anh sẽ bật dậy, và bật dậy một cách đầy thoải mái, đầy tinh thần và sảng khoái. Và khi nghiệm lại thì anh nhận ra một việc, đó là có một thói quen mới mà anh rèn luyện trong những tháng gần đây là ngủ sớm. Anh ngủ sớm và ngủ đủ, và ngủ thiệt là say trong nguyên cái đêm đó. Thì khi sáng đủ thời gian rồi, cơ thể của mình sẽ tự động muốn thức dậy. Cơ thể mình không muốn ngủ hoài, nó muốn được vận động. Cho nên là khi mình cho nó sự nghỉ ngơi cần thiết, nó có thể dậy được đúng như mình mong đợi. Và các bạn thử nghiệm lại xem, rất nhiều bạn lấy cái mục tiêu của mình ra là em muốn thức dậy sớm. Và khi họ đặt ra một mục tiêu, họ tiếp theo sẽ làm gì với mục tiêu đó? Họ sẽ dùng ý chí và quyết tâm để nhất định hoàn thành được mục tiêu đó. Đó là tư duy của họ. Nếu mình cố gắng, nếu mình quyết tâm hết mình, nếu mà mình không bỏ cuộc, mình sẽ dùng hết sức lực của mình ở đây, nếu mình có nhiều động lực thì nhất định mình sẽ làm được nó. Và mình sẽ làm gì? Mình sẽ đặt chuông đồng hồ nhiều lần, đúng không? Mình sẽ kêu bạn của mình kêu mình dậy, mình sẽ tự phạt mình nếu mình không thành công, nếu mà mình không thức dậy sớm được. Và mình sẽ mỗi một sáng mình sẽ đấu tranh ý chí của mình, cố lên, người thành công phải dậy sớm, người thành công phải dậy sớm. Và chúng ta dựa hoàn toàn trên ý chí để đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Và nó có kết quả không? Cũng có được một vài kết quả ngắn hạn, nhưng nó sẽ không thể nào lâu dài được. Và cho dù các bạn thức dậy trong trạng thái đó, ngày hôm đó của mình sẽ rất là mệt mỏi và mình bị fail cái mục tiêu là thức dậy sớm của mình. Nên nguyên tắc ở đây là gì? Là nếu các bạn muốn dậy sớm được thì đừng tập trung vào buổi sáng, hãy tập trung vào buổi tối. Nếu mình muốn chiến thắng buổi sáng, mình phải chinh phục được buổi tối. Không có cách nào khác để chúng ta có thể dậy sớm được một cách thoải mái, minh mẫn, sảng khoái, lâu dài, đều đặn bằng cách là tập trung vào một cái câu hỏi là làm sao để em có thể ngủ sớm được, và tìm cách để chuyện đó xảy ra. Và khi các bạn ngủ sớm và thực sự đi ngủ nha, thì sáng chuyện dậy là một cái chuyện hiển nhiên của cái việc mà chúng ta dành thời gian của mình ra đi ngủ sớm. Nên đừng tập trung vào cái kết quả mà mình muốn. Mình đặt ra kết quả yes, nhưng sau đó phải hỏi mình một cái thứ khác hơn, là điều gì cần xảy ra để kết quả này có được cho bản thân của mình. Còn các bạn chỉ tập trung vào buổi sáng, thức dậy buổi sáng, cố lên, mình sẽ chinh phục được nó, thì nó sẽ không bao giờ xảy tới với mình được. Nó giống như gì biết không? Nó giống như một cái cây gậy vậy đó. Cái gậy nó có hai đầu. Khi các bạn cầm một cái đầu bên này, nhấc nó lên, đồng nghĩa với đầu bên kia nó cũng sẽ tự động nhấc lên. Đầu bên này tượng trưng cho những cái hành động mình sẽ làm, còn đầu bên kia tượng trưng cho kết quả mà các bạn muốn đạt được. Chúng ta không thể nào lựa chọn kết quả được, chúng ta chỉ lựa chọn cái hành động. Mà khi mình làm cái hành động đó, nó sẽ dẫn tới cái kết quả mà mình mong muốn. Và nếu các bạn lựa chọn hành động khác với mong muốn của mình, như là mình đi ngủ trễ, thì nó sẽ có cái hậu quả của nó. Và đó là chuyện mà sáng mình sẽ không thể nào thức dậy nổi, mình phải chiến đấu liên tục mỗi ngày, và thức dậy không thể nào minh mẫn được. Nó có cái hậu quả của cái hành động đó. Và khi các bạn chọn hành động, đồng nghĩa với chọn chuyện là mình chọn luôn cái hậu quả của cái hành động tương ứng. Nên các bạn hay có những cái mục tiêu và hành động bị trái ngược nhau mà mình không nhận ra chuyện đó. Thứ mà anh chia sẻ nãy giờ, nó gọi là tư duy nhân quả. Chúng ta đều tập trung vào cái quả và cái kết quả mình muốn có được, nhưng mà không quay ngược trở lại để tập trung vào cái nhân, là mình cần gieo cái hành động gì, mình cần gieo cái nỗ lực gì, và mình biết được là cái nỗ lực này có liên quan tới cái kết quả đó, thì dần dần nó sẽ tới được. Ví dụ chúng ta có một cái mục tiêu là gì, em muốn kiếm được nhiều tiền hơn, mà trong đầu của mình lúc nào cũng xoay quanh cái câu hỏi là làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn, làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn đây. Nhưng kiếm được nhiều tiền hơn là kết quả. Chúng ta không thể nào tập trung vào chuyện tiền bạc nó sẽ không tới với mình. Dĩ nhiên là mình có thể đặt ra những mục tiêu
cột mốc để thu nhập của mình cao hơn, mình kiếm được nhiều tiền hơn để cuộc sống của mình thoải mái hơn. Yes. Nhưng không được dừng lại ở đó. Tư duy nhân quả nói với mình cái gì? Các bạn đã xác định cái quả mình muốn rồi. Hãy quay ngược trở lại để tìm cái nhân. Điều gì sẽ tác động tới chuyện là mình được trả lương nhiều hơn? Công ty sẽ trả lương nhiều hơn cho những ai? Một câu trả lời đó là họ sẽ trả lương cho những ai mang lại được nhiều giá trị hơn cho mình, đóng góp được nhiều hơn, giải quyết được những vấn đề khó hơn cho công ty. Thì các bạn sẽ tập trung vào một cái vấn đề khác là làm sao để tăng giá trị bản thân của mình hơn. Mình cần có thêm những kỹ năng gì để đáp ứng được mục tiêu trong công việc? Mình cần có thêm những cái kiến thức, những kinh nghiệm gì để có thể hoàn thành được nhiều dự án tốt hơn? Và khi đó các bạn có thể quay về và bổ sung thêm kỹ năng cho mình, bổ sung thêm kiến thức cho mình, bổ sung thêm cái mục tiêu rõ ràng cho mình trong mỗi cái thứ mà mình làm. Thì dần dần cái values, cái giá trị mà mình mang lại trong công ty cao hơn. Đó là lúc mà cái kết quả các bạn nhận lại được nó cũng sẽ tăng lên tương ứng. Đó gọi là tư duy nhân quả. Hoặc là anh thấy có nhiều bạn hay đặt một mục tiêu giống như vậy, có khi là đặt nói ra cho mọi người biết hoặc là âm thầm gì trong đầu của mình luôn. Anh thấy có nhiều bạn học viên của anh ngày xưa đã từng đặt: năm sau em nhất định muốn có bồ. Phải đặt ra mục tiêu đàng hoàng với anh. Trời ơi, em nhất định sẽ muốn có bồ, có bồ, thoát ế. Nhưng có bồ là một kết quả, chúng ta không lựa chọn chuyện đó được. Chúng ta không lựa chọn kết quả được. Nhớ, chúng ta chỉ lựa chọn hành động, mà hành động sẽ dẫn tới cái kết quả mà mình mong muốn. Nên quay ngược trở lại, tư duy nhân quả sẽ nói với mình là mình cần gieo cái nhân gì, mình cần trở thành một người như thế nào để có thể hút được về những người mà thực sự phù hợp với mình, và biết đâu nó sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Thì nghiệm lại xem là hey, mình quá nhút nhát, mình quá tự ti mà mình không dám tới bất cứ đâu hết. Mình không dám thể hiện ra bản thân của mình nên những điểm hay, những điểm tốt của mình không ai biết hết. Và mình không đi tới một chỗ nào khác hết, không gặp ai hết. Lấy gì mà các bạn có thể có một cái mối quan hệ mới? Nên nghiệm lại chuyện đó. Thì có khi mình đặt ra mục tiêu làm sao để mình tự tin hơn, trang bị cho mình kỹ năng đó, làm sao mình có thể thể hiện được bản thân của mình tốt hơn. Và dần dần mình có thể đi tới những cái nơi mà mình yêu thích, thì mới gặp gỡ thêm những con người mới, thì cái kết quả kia nó mới có được. Nên chúng ta phải luôn tìm một cái sợi dây liên kết này, đừng tập trung vào quả, hay tập trung vào nhân. Thì dần dần cái mục tiêu của các bạn nó sẽ rõ ràng hơn và dễ đạt được hơn rất là nhiều. Các bạn xem được video clip này cũng là một kết quả của cái nhân mình đã gieo trước đó, là có bấm nút subscribe, bật chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip giống như vậy dành cho các bạn. Nên ai là lần đầu tiên xem video clip, đừng quên gieo một cái nhân tốt cho bản thân của mình, bấm nút subscribe, bật chuông thông báo lên. Biết đâu những lần tới những video clip của anh có thể chạm tới một vấn đề, một băn khoăn, một câu hỏi mà các bạn đang trăn trở thì sao? Và nếu kết quả các bạn muốn đạt được có liên quan tới một cái nhân mình cần phải gieo là phát triển thêm kỹ năng của mình, thì các bạn có thể nhấn vào phía dưới để tìm hiểu hai cái chương trình anh có chia sẻ với mọi người, để có thể giúp cho các bạn nhìn rõ ra cái lộ trình phát triển bản thân của mình như thế nào. Nếu mà các bạn muốn có được sự tự tin, muốn thể hiện bản thân của mình có khả năng giao tiếp, ăn nói mạnh miệng hơn, thoải mái hơn, nhiệt tình hơn, thu hút hơn, thì có thể tham gia vào buổi workshop Public Speaking. Còn nếu mà các bạn nhắm tới chuyện là teamwork tốt hơn, có thể dẫn dắt đội nhóm, quản lý đội nhóm, thì có thể tìm hiểu và tham gia buổi workshop về leadership của anh. Tùy là các bạn muốn có cái gì, tùy là các bạn thực sự muốn tập trung một cái nhân gì để đạt được kết quả mà mình thực sự mong muốn, thì lựa chọn. Anh hẹn gặp lại các bạn trên lớp.